Mà nấu cha nó ra đứa nào ngán vậy? Street Team Việt Nam Team Trấn Thành. Thôi ba má em ngủ hết rồi cho nên là em hát cho anh nghe nhớ. Náo loạn hô gươm ôi, náo loạn hô gươm tiếng nẹt vô ầm chết. Mua tờ vé số này dò giùm coi chúng không? Vô đây để dò cho không. 1, 2, 3. Trúng số, trúng số. Cái gì? Trúng số hả? Trúng số. Yeah. Yeah. Anh ơi, em yêu anh. Yeah. Yêu mụ nội cha, mày chứ yêu à. Yeah. Cháy nhà, bà con ơi cháy nhà. Ủa không, lộn mà, dò lộn đài, không có trúng số. Nàn công chưa bồng bá. Ngoại đi ngủ nha mấy con, trời khuya rồi. Để lên mạng đọc thơ coi. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng Trang và hớt chồng Trang và hớt mụ nội cha thằng chồng. Alo, anh Tám hả? Ngày mai ra cà phê với tôi không? Lâu ngày anh em mình không gặp nhau. Ok, mai ra. Mai ra đi bà, mai ra đi chị em mình bàn chuyện con gái. Làm con gái chưa mòn mụ nội cha mày ra. Nào thích em thì ăn nấu. Việt Nam ở châu Á bà nội cha mày. Alo alo, xin kính chào quý vị. Hôm nay bà Tám tạp hóa nhà hàng xóm xin được phép gửi tới quý vị một bài hát rất là thân thuộc trong mọi cái đám cưới. Thà là mô đi hết, ta làm lại từ đó. Thà là mô đi. Bà nội cha nó còn Tám chứ không ai hết trơn á trời. Chào cả nhà nha, hôm nay bà ngoại đang ăn bún bò. Thà là mô đi. Bà nội cha cả nhà nha. Ôi nhóc, loại mua gà chú đi con, gà này chú mới thả vườn đó. Gà này đá một cái là tới nái. Thà là mô đi. Mua cho chú đi con, gà này tốt lắm á, gà chú mới thả vườn á. Chị Hằng ơi, có nhà không, tôi qua nhà chơi nè. Chị Hằng, chị Hằng. Khi biết em mang kiếp cầm gái. Chị Hằng, mụ nội cha mày, Tám ơi là Tám. Thầy nhân vật chính trong tác phẩm Tắt Đèn. Chị Hằng. Trời ơi, dạ mẹ con chị Hằng á. Mua tờ vé số này dò giùm coi chúng không? Vô đây để dò cho không. 1, 2, 3. Trúng số, trúng số. Cái gì? Trúng số hả? Trúng số. Yeah. Yeah. Anh ơi, em yêu anh. Yeah. Yêu mụ nội cha mày chứ yêu à. Yeah. Cháy nhà bà con ơi, cháy nhà. Ủa không, lộn mà, dò lộn đài, không có trúng số. Sao mà tới giờ cơm rồi đói bụng muốn chết mà chưa có cái ma nào xuống ăn cơm hết trơn vậy trời. Cả nhà mình ơi, xuống ăn cơm em nấu nè. Ăn cơm. Cơm. Trời trời, ăn cơm tôi tưởng cháy nhà không đó. Bà Năm đó hả, tôi nè, bà ngoại nè. Hôm bữa tôi có nhờ bà là đánh số đề giùm tôi đó. Bây giờ cơm. Bà đánh vô đầu bà 5 cái giùm tôi nha. Thưa cô, trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nhân vật Mỹ đã nói rằng Mỹ còn trẻ, Mỹ muốn cơm. Mỹ còn trẻ, Mỹ muốn đi ăn cơm. Hồi nào hoa chép hình to. Hết chạy nước mắm rồi nè tí ơi. Chạy ra sạp bà Tám mua cho mẹ chai nước mắm coi. Tới. Thưa thầy, thứ mà Trọng Thủy đã đánh cắp của Mỹ Châu chính là dạ chai nước mắm Nam Ngư. Bà Năm đó hả? Trời ơi, tôi gọi cho bà, tôi báo tiền hụi cho bà nè. Tiền hụi tháng này có bà. Đó, anh là shipper đúng không anh? Rồi, đúng rồi, anh giao em tới cái địa chỉ. Ở ngoài chuồng gà, ra ngoài kiếm nha, chạy gà ông Tám. Đi ngủ thôi. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Ông xã ơi, bây giờ em hát cho anh nghe nha, cả nhà ngủ đó. Mày này em sang nấu cơm, học kho cá với thơ. Nghe ta nói nha chị, em ta nói nha, mày bỏ thằng kia liền cho tao nha. Mày cưa cảnh nó làm chi, nó là kiểu tệ bạn, nó cua nhiều đứa rồi nó bỏ ngang đó. Thôi mày yên tâm đi mày ơi, tao là tao nói chuyện thằng đó chơi chơi à, thế là nó có ưa nó đâu. Thì còn chẳng chờ gì nữa. Ngày mới về Việt Nam em thấy cuộc sống bây giờ nó khác quá, hai chị đâu có như mình hồi xưa. Trời đất ơi, nó bên Mỹ là sống sung túc quen rồi, giờ về Việt Nam khác quá ha. Tí đâu rồi, cho em gặm tí coi. Trời hồi đó nha, em nhớ cái lúc nó còn nhỏ xíu rồi nè, em bồng 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 nó chị nè, trời ơi em quăng nó luôn. Bởi ta nói hả, em hồi nhỏ em quăng con chị cỡ đó đó, em nuôi con chị mà em quăng cỡ đó, cho nên là chị không bao giờ muốn con chị nhớ tới em luôn á Tám. Mẹ ơi, con mới đi học về nè mà gì này, là ai vậy mẹ? Trời ơi, hồi nhỏ tôi thương nó biết nhiêu, bây giờ nó quên tôi kìa. Trời con, hồi nhỏ cô thương con muốn chết. Cô này là cô Tám, cháu của dì Chức. Mà dì Chức là cháu của cháu của cháu của ông cố. Ông cố của bà tổ của bà ngoại con. Con là họ hàng gần lắm. Ai gì trời. Chào bà Hùng. Cô chào lớp nha. Cái lớp này nay gặp tôi là chết rồi. Tôi là tôi khó lắm, em khỏi có quyền mà lật tài liệu với tôi. Hey.
tôi xin lỗi Gác Thi, gọi biết rồi Gác Thi cha. Alo chị, em nghe nè. Em đang đi chấm thi tụi nhỏ. Cái gì? Nó ngoại tình hả? Trời ơi, em nói chị ngồi ngay từ đầu là nó ngoại tình, thấy thằng chồng nó lâu lắm rồi mà giờ mới khui ra đó. Ủa em ha, cô xin lỗi nha. Nhưng mà em nói chị nghe rồi là nó ngoại tình. Hai đứa cho cô hỏi cái gọi là dưới trường mình có bán bánh tráng trộn không? Cô tính nhờ mấy em mua giùm á để cô đưa tiền cho. Mấy em đang tập trung làm bài hả? Quên, cô xin lỗi. Em, cái em nam bằng đầu. Sao mà còn nhỏ mà chơi blue đì vậy? Cô mới thấy em chơi blue đì á.